Chỗ này rất chi là nhiều cá nhé, rất là nhiều cá. Bây giờ tôi sẽ thả lưới xem có được bắt được không. Đây là một cái con kênh tự nhiên, đây là cá tự nhiên. Đây, các bạn nhìn nào, cá to kia. Bưởi rất là to, đây là cái con kênh tự nhiên nhé, nhiều bèo, bèo, nhiều bèo lắm, kênh tự nhiên này, kia bên kia còn nhiều, nhiều cá rồi này. Nhìn trên video này thì sẽ mờ, nếu nhìn thực tế thì cá nổi nhiều lắm. Bây giờ tôi sẽ lấy lưới ra tôi thả. Được. Cá to kìa, rất nhiều, cỡ 5 lạng một con. Giờ tôi sẽ xuống tôi thả lưới vòng quanh, thả vòng quanh đây. Sâu không? Sâu này như sâu ghê đấy.
câu được cá chép chưa?
Vô lửa quá nhỉ? Vô lửa quá, cái này nó phải cháy bớt á, xong nó có tàn tàn nữa đấy. Nó đúng, chúng ta nó bị nó cắn. Thế nào? Chúng ta được. Hay là em phải đến làm món cá được. Cá được. Chúng ta được nha. Thank you.
Nó đi đằng kia, nó đi đằng đến chỗ Lạng Sơn ấy, chỗ cái phòng á, cái phòng không. Nó đi đến hai chú cơm kia là uống bia đấy. Có uống bia xong rồi là cơm xong, uống bia trước. Nó no bia thế là thôi cơm. Thế là lên đằng kép á, à lên đằng giáp đến Lạng Sơn, trên là Sư Ba, thế là tân lên. Thế là qua kép rồi. Và cầu đen. Nhưng mà có phải là vẫn lọc được không? Cái xã nó rộng mà, nó rộng mênh mông mà. Ta lên trước ta làm ăn ở trên đấy. Nó gần Sư Ba mà. Đất nhà nó ở trên đấy. Thế nhưng mà đấy ta vào đến gần nhà nó. Nó bảo đấy nhà em ở gần đấy. Trước tao làm ăn trên đấy, tao chơi mấy người trên đấy mà không phải đi vào trong nữa. Nó bảo đấy, thế là đi đến gần nhà em. Nhưng mà có khi nó cũng cùng xã với thằng Sư Túc ấy. Nó vẫn cũng đang ra. Sư Túc thì nó là đi. Nhưng mà một cái huyện nó rộng, hiểu chưa? Rộng nhưng mà nó lại cũng được gần sông, và nó cũng qua sông. Qua sông hay không qua sông mặc kệ, ví dụ như Yên Dũng 1, Yên Dũng 2. Ừ, à, tức là cái huyện nó rộng. Thế là nó đấy là tôi đoán đấy, chả biết cả. Yên Dũng 1, Yên Dũng 2 đấy rồi. Như Lạng Giang, giáp Lạng Sơn đấy, lên trên đấy cũng Lạng Giang đấy. Cái ngày chỗ ngã ba kế lên Lạng Giang này. Ngày nhà máy phân đạm Lạng Giang này, của Xít này. Cái Xuân Hương này. Thì nó thế nhưng mà đấy là huyện. Huyện nó mở rộng, huyện Lạng Giang thì nó xuyến Túc thì mấy nhà xuyến mấy nhà kia chứ nó không là huyện à? Trong này nó chạy ngoằn ngoèo thì nó như là bây giờ tiền chút một tiền thứ hai. Không rộng thì địa bàn nó rộng. Nướng này phải khăn phòng đầu giống nhà giống người dân khăn phòng đầu nhà
là khăn khăn quan gạo với chân với chân khăn quan gạo thì mới điện cho quân xem ai đi câu trên đấy có cá không cơ nó tạo ra một cái